Ôi ơi, cô Hùng với con kìa cả nhà, thấy thương không? Bằng cua chưa? Bạn cô. Bằng cua chưa? Dạ. Đu đủ nè, lao đủ nè. Món ăn hàng ngày của cô. À, cô ở trong một cái căn nhà phải nói là rất là nhỏ. Cho bạn ăn nữa. Đó bạn. Bạn ăn liền bạn. Chào Sơn Ngọc, xin mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay Sơn Ngọc với lại em Hải và ba của Sơn Ngọc. Chào cả nhà. Tại vì mấy hôm nay mình hơi sức khỏe nó không có được khỏe, nên thành mình cũng không có đi với cô trai của mình. Thì một ngày hôm nay mình sẽ đi với con trai mình lên cái vùng xa, vùng sâu trên núi nha cả nhà nha. Thì mình chúc cả nhà được một ngày mới bình an nha cả nhà. Dạ. Không biết là cả nhà mình còn nhớ ba Sơn Ngọc không nữa. Tại vì khá là lâu rồi cả nhà. Hôm nay là Sơn Ngọc với lại ba với em Hải là mang quát những cái món quà nhu yếu phẩm của những con bà cô chú anh chị nhà hảo tâm đi lên trên một ngọn núi vào sâu trong rừng để giúp đỡ cho một người cô sống ở trên núi không chồng không con. Cô sống ở trên núi cả nhà mình là khoảng cỡ 2-3 tuần đến 1 tháng cô mới về làng một lần. Hôm nay thì Sơn Ngọc mang quát rất là nhiều đồ và đồng hành có ba mang quát phụ. Đồ nhiều hết cả nhà. Thành là mình cố gắng mình ráng mình đi phụ với con cho nó đỡ nặng một chút hết cả nhà. Uống nước coi. Sơn Ngọc với em Hải thì để đồ dưới đây. Hai anh em xỏ cái cây qua mang đi. Thì Sơn Ngọc với ba với lại em Hải đi cũng khoảng một đoạn đường khá là xa rồi, cho nên là rất là mệt. Đến đây và chia sẻ đến cả nhà mình. Đang ở trong một khu rừng cây điều rất là nhiều. Mình đứng trong đây hiện tại là đã đến mùa điều đó cả nhà. Cái trái điều nó có cái mùi rất là thơm. Ba Sơn Ngọc thì mang một cái gùi. Cái gùi truyền thống của những ông bà cô chú anh chị người dân tộc Rắc Lây. Nhưng mà có cái này thì mang nó khỏe hơn. Nó đỡ. Nhiều cô chú anh chị không quen thì hai cái quai này nó đau rất là đau, hai cái dây này. Còn như mà mình đã đi quen rồi thì nó cũng đỡ, nó không có đau mà nó dễ rinh những cái phần quà cả nhà. Chứ mình ôm mình rinh nó thì nó khó hơn, mình có cái gùi này á. Mình mang nó khỏe hơn. Khi mình mang cái gùi này xong rồi mà ai mang không quen cả nhà thì hai cái vai rất là đau. Hai cái đau nhất là hai cái đây. Tự nhiên nó chằn á con, nó chằn dạ. Cái này xuống á. Mình không quen nó mới đau. Dạ. Còn nếu mình đã quen rồi thì nó không đau nữa. Nhưng mà nó rất là chắc cả nhà. Mình có thể là mang 50kg luôn cả nhà. Rất là chắc. Dây may của núi rừng mà, nó rất là chắc. Chứ không phải là dây nhựa, dây ni lông đâu nha cả nhà nha. Dây này là dây may, kêu bằng là dây rừng á. Đó, nó chắc, rất là chắc. Đây nè. 5-6 năm rồi mà chưa đứt á. Này lúc trước Sơn Ngọc cùng với ba là cũng hay đi núi cả nhà. Ba có mua cái này về. Cái này khoảng cỡ 200 mấy đến 300 nghìn nữa cả nhà ơi. Cái này là của người dân đồng bào họ làm á, thì họ bán khoảng cỡ 200 đến 250 thôi. Còn những người mà ta thu mua lại á, người ta bán ra thì có thể là 300 mấy đến 400 ngàn thôi. Dạ. À. Người đồng bào họ làm á thì họ bán cao lắm là 250 ngàn một cái vậy thôi. Dạ. Cái này là đồ thủ công mỹ nghệ cả nhà mình, làm hầu hết là bằng tay thôi, đồ thủ công mà. Hôm nay đi lên trên núi cao vào sâu trong rừng. Một chuyến đi hơi cực nhưng mà phải nói là rất là vui cả nhà, lên giúp đỡ cho cô để cô có cái cô ăn. Thế tại vì cô sống ở trên rừng không chồng không con gì hết, rất là tội. Đây chắc mới có một phần à, còn hai phần đường đó.
Bây giờ mình xuất phát đi cả nhà mình ạ. Em Hải mệt quá, em Hải nằm luôn rồi. Mệt lắm hả em? Tại vì mới nãy là đi một đoạn đường rồi cả nhà, nên mệt, mình ngồi nghỉ tí. Nghĩ lâu quá thì nó thành ra làm biến luôn. Thôi đi tiếp cả nhà. Dạ, sư Ngọc cũng mong là ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với ba cha con mình nha. Nhắm lên tới đó nổi không em? Chứ là anh thấy em là đi liễn xiển rồi đó. Phần quà Sơn Ngọc và với lại em Hải đang vác á là có 2 bao gạo 10kg cả nhà. Thì thành ra nó cũng đã 20kg rồi. Nó cũng nặng rồi cả nhà. Còn thêm cá khô nè, rồi rất là nhiều quà. Có ông bà cô chú anh chị xem video của Sơn Ngọc và thấy Sơn Ngọc tặng quà nhiều quá, đặt cho Sơn Ngọc là cái tập hóa di động để tặng cho bà con ở trên núi. Tập hóa mang tên là Sơn Ngọc. Mùa này là mùa khô hạn á cả nhà. Bà con cũng đã phát rẫy rồi, đợi mưa xuống rồi bà con mới trồng trọt được, cho nên là cả nhà mình thấy núi rừng là có những cái bãi cháy á cả nhà. Là hầu hết là rẫy của bà con ở trên núi. Ui. Em Hải thì em mang vác đồ thuận vai phải, còn Sơn Ngọc thuận vai trái, cho nên là nó bất tiện một tí. Ui, chỗ đây có một cái suối nước nhưng mà nó đã khô rồi cả nhà. Nghỉ xíu đi em. Ui da. Mình đi núi mình đi không quá 5 phút thôi cả nhà ơi. Tầm 3 phút đổ lại là mình đã mà rất là mệt rồi. Ở khu vực đây lúc trước là rẫy bắp của bà con nè cả nhà. Thì bắp nó cũng đã khô héo hết rồi. Chỉ còn những cây dại ở đây thôi. Bà cũng lớn tuổi rồi mà bà rất là khỏe. Đi núi cỡ tuổi Sơn Ngọc đi là không lại đâu cả nhà. Trời nắng quá, cây đồ chết hết rồi. Tre đồ cũng chết như thế này luôn rồi, bà con đốt nó thành than hết luôn rồi. Nắng quá nắng. Trời xấu rồi, nó khô rồi, chưa đủ rồi cũng chết hết. Núi này còn héo nữa.
cái cây chuối là cái cây nó cũng dễ sống, lại nó có nước các bạn, mà còn héo nữa. Nó nhờ hấp thụ xương đó không? Dạ. Mà nó còn héo cỡ đó thì không có cây gì sống nữa. Có mấy cây dài. Những cây mấy thân chứ còn. Hải nấp mát luôn rồi. Hải con mang người đây, chú khiên cho. Dạ, thôi để con khiên cũng được. Hải trốn trong lùm cây luôn rồi cả nhà. Tiếp tục lên đường thôi cả nhà. Mùa hè đi lên trên núi nghe ve nó kêu quá trời kêu luôn cả nhà ơi. Giờ này đã nắng lên rồi cả nhà. Hôm bữa giờ là Sơn Ngọc với lại em Hải á, hay thường xuyên mang vác như thế này á, đi lên trên núi cao cả nhà. Hiện tại bây giờ là cái vai của Sơn Ngọc nó rất là đau, và em Hải cũng vậy. Bây giờ mình đi chỉ khoảng cỡ 1-2 phút thôi là mình đã thấy rất là đau rồi. Nhưng mà Sơn Ngọc nghĩ chắc không sao đâu. Cứ ngày nào hai anh em cũng mang vác như thế này á thì Sơn Ngọc nghĩ sẽ quen thôi, không còn đau nữa. Dạ, Sơn Ngọc chỉ mong là cả nhà mình theo dõi video, like video, đăng ký kênh, ủng hộ cho Sơn Ngọc thôi ạ. Ba Sơn Ngọc đi lên trên kia rồi. Giờ lên dốc cao. Ba kêu cố lên. Anh em cũng rất là cố nhưng mà mệt quá nè cả nhà. Bụng rủng tay chân luôn rồi. Chết nè. Đây rớt dép luôn. Mai mốt thì mua cho em Hải đôi giày. Dạ cả nhà ơi, đến đây thì thấy có hai người bác đang rèn, không biết là rèn cái gì nữa cả nhà. Dạ con chào hai bác, không biết là hai bác rèn cái dụng cụ như thế nào vậy ạ? Đang làm rễ làm đồ á. Ví dụ như là rìu rửa. Rìu rửa. Dạ. Chắc chắc cây làm rễ á. Dạ. Cái lò lửa đây. Dạ không biết cái này là cái gì vậy bác? Cái đó là tạo hơi ấy con. Cái đây là tạo hơi mình để hơi lửa. Dạ. Tạo hơi lửa để hơi nóng những cái khâu này con. À, làm cái khâu đồng đúng không ba? Không, cái khâu bằng sắt, cái khâu đồng. Cái bằng sắt. Không còn đồng nữa. Bây giờ làm khâu sắt là mình tra vào trong cái cán rửa. Họ làm cái cán này con. Cái cán này. Cái này là cái cán này. Tức là bây giờ là ama làm là để tra vô để mình sử dụng cho trong cái người rẫy của người đồng bào ở trên này á. Họ không có tiền họ mua là tự họ làm để họ sử dụng trong cái rẫy của mình đúng không ama?
Thì cái này là hai chú làm cái đó. Cái đây là cái truyền thống của người đồng bào. Hồi xưa là họ không có múa, họ chỉ làm bằng tay thôi. Làm thủ công luôn. Làm thủ công luôn. Tức là họ nhặt những cái mảnh bom hồi xưa này thôi. Dạ. Cái mảnh bom mà thời chiến tranh á. Dạ. Họ rớt lại á, họ sẽ đi nhặt những cái miếng này. Rồi họ sẽ đun lửa rồi cho nó đỏ, xong rồi họ đập ra. Đập ra là họ sẽ làm những cái rưỡi như thế này. Đó. Làm ra một cái tác phẩm như thế này là khoảng có 2 ngày, hai người làm là 2 ngày cả nhà. Còn cái khâu á là Ama tận dụng cái nắp đinh dù. Cái nắp đinh. Cái nắp đinh dù á, họ sẽ rút cái đinh này ra, họ sẽ đóng nhà. Còn họ lấy cái này nè, họ làm ra cái khâu này cả nhà, rất là kỳ công luôn á. Đây nè. Đây em Hải có thể là cho cả nhà mình xem rõ hơn. Cái đây là cái nắp của cái đinh dù á cả nhà. Đinh dù đó. Thì họ sẽ đun ra, rồi họ đánh ra mà nó thành một cái khâu để mà mình bỏ vô cái cán rửa cho nó khỏi bị xúc á cả nhà. Rất là kỳ công nha cả nhà nha. Đó, mình thấy là trước tiên á là cái này thì nó cũng rất là đơn giản nè, chứ cũng không có khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn nhất là cái này nè cả nhà. À, Ama ha. Khó khăn nhất tại vì cái mảnh bom á là phải chọn cái mảnh bom nó dày như thế này. Nhưng mà nó không có phải như là nó một cái bảng đâu nha cả nhà. Nó xù xì nè, phải đun ra là chặt cắt ra. Dạ. Đập thiệt mỏng ra ha Ama ha. Dạ. Thì rất là khó nha cả nhà nha. Đó, đây là thủ công của người đồng bào. Bằng tay không. Dạ. Như mình mua một cái rửa này á mà ở dưới đồng bằng á Ama thì nó khoảng mấy trăm ngàn. Biết nữa, không biết đồng bằng mình mua đâu có mua đâu mà biết. À vậy thôi. Mình dạ, làm dạ. Tự nhiên mình làm à. Thì theo như con nghĩ á là cái rửa mà nếu mình mua dưới đất bằng á thì nó không bằng chất lượng bằng cái đúng của rồi, Ama cái làm. À. Chất lượng. Nhưng mà theo như con nghĩ là cái rửa của quán rồi nó bán á thì nó chắc khoảng cỡ nằm cỡ 300 ngàn đổ lại thôi. Ừ. Mà nếu mình tính ra 300 ngàn mà hai người làm á mà hai ngày thì chạy ra một người có một ngày có mấy chục ngàn. Đúng không? Dạ. Rất là kỳ công nha cả nhà nha. Mà cái rượu này rất là bén. Đúng là bén. Cái này là cạo râu được luôn á. Ama ha. Con không biết là như Ama là làm sao để mài được cái lưỡi này nè. Lấy cái sắt này nè. Sắt này. À. Lấy cái sắt. À, tức là hiện tại bây giờ cái rựa này nó còn non rồi ba. Đúng là rồi. Là ông cạo. Chứ có nhiêu nước đâu. Đúng rồi, cái này là chưa lấy nước. Tức là nó còn mềm thì mình lấy cái này để mình cào cái này. À mình cào cái này cho nó mỏng ra ha Ama ha. Kéo đây này. À lấy cái dao đây. À, dao rèn. Cái dao này cũng Ama rèn luôn đúng không? Rèn luôn. Từ mình hai đứa làm đó. Dạ, hai đứa làm. À, hai anh em chứ sao lại hai đứa. Hai anh em á. À, dạ. Thì cả nhà, cái dao này rất là nặng. Rất là nặng. Cái này con nghĩ chắc là già lắm đó bà. Già lắm. Tại vì cái này là cái miếng mảnh bom đấy con. Mảnh bom làm ra. Mảnh bom hồi xưa đó. Trời, bén. Bén lắm nha cả nhà nha. Bén lắm. Hai Ama làm cái rượu nè, chỉ tính cái 300 nghìn tiền công thôi. Còn mà chưa tính cái sắt này nữa nè. Với lại chưa tính sắt rồi than rồi nữa. Nhưng mà ba thấy làm cái rượu này nè, cái nước đập đẹp này nó thì nó dở nha. Nhưng mà cái mà cái độ cong á, dạ. Cái độ cong của cái rượu này nè. Nó mới khó. Rất là khó nha con nha. Cái độ cong cái rượu này rất là khó. Tại vì bữa nay người ta làm người ta dập á. Rất là dở, nhưng mà Ama làm bằng tay mà làm cái này thì con thấy rất là khó khăn. Không phải chuyện giỡn đâu. Ama hả? Đó. Cái này là mình đi nhặt ở trên rừng hả ông? Ở nhặt trên rừng á. Dạ. Thôi mình nổ nên mình về làm nha. Dạ, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa ông? Con 67 tuổi rồi. Dạ, 67 tuổi rồi. 56. 56, dạ. Dạ. Ông bên này? Chắc Ama chừng có 40 à. Dạ, mấy nay con xin lỗi con kêu thằng bác. cái hòn đe là nguyên một trái bom luôn cả nhà. Cái này là trái bom. Cái bom. Bom nó bể ra là xong rồi. Nhặt giờ lấy cái này để mà mình rèn nó con. Dạ. Để mà mình đánh những cái khâu đây nè. Đây. Nhưng mà đánh là phải có cái này.
mà làm một cái này trước rồi xong bắt đầu mới đúc cái này vô mới nong ra cho nó tròn á. Dạ dạ, nó tròn tới này thì theo cái lượng lớn nhỏ xuống đúng không? Dạ, cái lớn là ở dưới cùng cái nhỏ ở trên. Nhưng mà bà thấy một điều là có một cái như vậy, có nhiều cô chú anh chị làm ta kiếm một cái ống tiếp đó con, cái hàng cái ống tiếp đó, nó cái độ tròn sẵn rồi đó. Dạ. Thì họ dập ra đổ nước chua lửa đó. Dạ. Khi màu tiếp màu màu đỏ thì mình đập lại. À mình bỏ vô cái lỗ đó. À mình nong lần ra. Hiểu rồi. Nhưng mà theo như con nghĩ á, à mà biết sao? Mình kiếm cái ống tiếp như vậy nè. Cái ống tiếp như vậy nè, mình cắt ra đi. Bắt đầu mình nong nó dễ hơn là cái này đó. Nó xấu. Cái xấu hả? Xấu. Mà cái này là nó lớn lớn là cái bằng nhau không à? Dạ. Mà từ mình làm là từ dưới là lớn, từ trên là nó nhỏ xong rồi. Dạ. nó đẹp cái rửa. Dạ, đúng rồi. Thì làm bằng cái này là mình nong từ nhỏ đến lớn luôn. Từ nhỏ đến lớn á. Còn cái này cắt ra thì nó lớn hết rồi. Lớn hết rồi. Dạ, lớn bằng nhau luôn. Hiểu rồi. Mà thấy coi cái cỏ này đó, từ nhỏ đến lớn nè. Đúng rồi. Tại vì theo như bà nghĩ thì là mình cắt cái ống tiếp nó nhanh hơn. Mà nó nhanh ở đây hơn thì nó kỳ công hơn. Nó kỳ công hơn mà nó lại từ nhỏ cho đến lớn. Được. Làm cho nó đẹp rửa. Rồi. Này con thấy kiểu như là ông bà làm bằng đồng quá, nhìn đẹp hơn. Bằng đồng thì họ trên này làm gì có bằng đồng không? Họ làm không có bằng đồng. Đồng không làm. Cái đó là những cái rửa gãy á. Rửa gãy hả? Quá tuyệt vời. Lấy viên trái bơm để làm cái hòn đe lên cả nhà, nhìn rất là ấn tượng luôn. Viên cá trái bơm luôn à. Cái này mình làm mình bơm coi thử. Cái này cũng hay lắm nè cả nhà. À. Cái này là cái chén không? Chén. Lại cái bông gòn ba. Phép một cái lỗ. Dạ. Bỏ cái bông vô. Bỏ cái bông vô. Đó, cái chén xong rồi xoay một cái lỗ cột lại, bắt đầu mình đè cái này vô. Dạ. Này đó là mình để mình tạo cái hơi nè. Cái này cũng vậy nè cả nhà. Đó, cái đó là cái cây đó. Còn cái đây hai cái ống đây là mình uống hả Ama? Đâu, ống có ống du máy bay trước á. Ống du máy bay hả? Ờ, máy bay hồi chiến tranh đó. Hồi chiến tranh đó. À. Hồi trước ông già là làm cái cây. Dạ. Bên này sử dụng cái này lại. Dạ, cái này là Ama lượm ở của máy bay trước. Một cái máy bay trước. À, máy bay rớt lại lượm rồi. Bữa là sau. Làm cái cây. Dạ. Mình lấy lửa mình đốt xong bắt đầu làm mình làm ý cái cuối đó. Dạ. Hồi xưa Ama nói là Ama làm bằng cái lõi cây, cái bọng cây. Nhưng mà đi rừng cái nhặt được hai cái ống này của máy bay á. Ama làm luôn, tận dụng làm luôn. Mình đè xuống vậy hả Ama? Ra, à, một cây ra gió quá trời luôn. À, dạ. Tức là hay luôn. Một cái lên, một cái xuống. Một cây lên, một cái xuống. Tức là một cái hút hơn, một cái giọng hơn. Là nó mới ra lửa, đúng không? Đó là lửa cả nhà. Mình phải làm điều tay như thế này nha. À cái này nó cũng nhẹ lắm cả nha. Mình làm chỉ có hai ngón là nó đã rớt xuống rồi. À đó. À. Lửa hừng luôn à. Ờ, nhanh vậy. Hay ha. Nhìn nó cũng gọn nữa mà. Tức là cái này á. Một cái mình dỡ lên thì nó hút hơi vô. Bắt đầu là nó chuyển qua cái thằng này. Thằng này thì hơi ra lại. Rồi. Quá tuyệt vời. Thông minh. Nói chung là thì làm cái, không có tiền mua cái gì nó cũng á. Có cái giá của nó cả nhà. Từ từ họ sẽ phát minh ra họ làm. Được. Ôi gì. Giỏi quá. Mà hay có cái là cái chén nó cũng vừa luôn nha. Nó vừa bót cái chén nó phải lựa cả nhà, phải lựa cái chén sao mà nó bót vừa y luôn cái này nha, y như là cái ống của Mỹ để lại nè. Đó, nhẹ nhàng đó. Đó. Hay. Cái này là cái phiếu bà. Cái này là cái đồ tưới nước. Cái tưới nước. Cái tưới nước. Hoa. Dạ, cái bình hoa. Cái bình tưới nước đó. Cái bình hoa không không. Người ta bỏ rồi lụm làm này nè. Tất cả đều là chế hết cái nhà. Quá hay luôn. Xuất phát thôi cả nhà.
hai người ông đang lại tiếp tục công việc của ông rèn những cây rựa để mà làm dụng cụ kiếm tiền mưu sinh của những bà con chúng chạy trên núi. Mấy hôm cái suối ở đây nè ba. Nước quá trời luôn, giờ nó khô luôn rồi. Khô mà khô cháy luôn. Sao rồi em? Đánh đá rồi. Trời ơi. Chảy máu không? Dễ không? Nó chóc cái da chứ. Quá trời đá luôn. Ôm cho ôm. Cũng mang cái e sao cũng khiên được. Đưa chú mang e ra cho. Cái e chủ yếu Hải lấy cái e để mà có cái vai mà lót trên cái vai chứ. Giờ lên cao rồi. Ráng đưa một phần hai ba lên thôi. Được rồi ba, nó chinh á, nó chinh á. Dạ. Để bên này một bao, bên kia một bao là hai người gánh nó dễ cả nhà. Nó nặng nhưng nó dễ. Từ để anh để lên vai trước đó nha. Rồi ok. Đây. Cẩn thận nha. Để này đi. Ui. Là thưa cái nhà, hai anh em đang tiến vào trong rừng sâu cả nhà. Ở chỗ đây thấy có nước nè. Và con múc để dành để sinh hoạt nữa cả nhà. Ui. Hai ơi. Chỗ này coi chừng té nha. Lên được không? Đường khó đi quá. Khó đi quá. Tới đây đi em. Wow, chỗ đây có nước rồi nha. Wow, mừng quá. Cả nhà ơi, Sơn Ngọc thấy bà ấy lại người cô chắc là đi xuống hỗ trợ hai anh em mang đồ lên. Con chào cô. Chào cô. Ồ, dép đâu rồi cô? Dép đâu rồi? Dép rách rồi. Dép rách rồi. Ừ. Wow. Đâu có dép nữa. Mình hỏi chợ lên. Tự lên cái dốc nữa cao quá. Dạ, lát nữa có dốc này nó nguy hiểm nè. Bây giờ. Rồi con với ba phát ha. Đi xa nó không mệt mà lên cái dốc này nó mệt cả nhà. Này đường đá không rồi cả nhà thấy không? Mà lên cái dốc cao rồi cả nhà. Con đi mấy đây coi. Dạ. Ôi, nó tuột xuống bà. Tuột. Đấy con kéo lên. Đây, đây. 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 Cởi đó, tụt cái đi.
lên tới đây thở không nổi luôn cả nhà. Hồi nãy là nó rất là mệt. Thôi, ráng chút nữa uống nước con. Ôi da. Đuối cả nhà. Mệt quá. Đi xa nó không mệt mà dốc mệt quá. Thấy hơi lên không cả nhà? Cả nhà mình thấy lên trên nhà cô á, dốc rất là cao luôn. Mệt nhưng mà vui con à. Mình đem những cái phần quà đến cho bà con tận nơi á, mình thấy ấm lòng. Nói chung là mình làm thì phải mệt, nhưng mà mình cố gắng hết mệt. Đúng không con? Dạ. Ở chân con bị gì là sao rồi? À, chiếc cái móng hả? À. Quá chân mệt. Mời cả nhà mình uống nước cùng đây. Sơn Ngọc có lại ba Sơn Ngọc cả nhà. Nóng quá không? Nóng mà không đợi tưởng mừng. Để thét cái bài ở đầu. Giờ này gần 11 giờ cả nhà. Mấy tiếng? Mình đi mấy tiếng? Đi hồi sáng sớm mà cả nhà. Wow. Lên hết tô mì tôm luôn. Thôi em uống nước đi. Dạ. Con chào cô. Dạ. Hôm nay con mang quà lên tặng cho cô nè. Ừ. Dạ. Cô đã nấu gì ăn chưa? Chưa. Chưa ăn. Nhưng mà cô đã nấu gì chưa? Nấu canh. Nấu canh. Canh đu. Dạ, canh đủ hả? Ừ. Cô dẫn con vô xem thử được không? Dạ. Đây cô. Đây là những chú dê của cô đúng không? Hả? Đây là những chú dê của cô đúng không? Đúng chưa? Dạ. Cả nhà ơi, mấy chú dê này lúc trước là như con nhớ không làm là chú con với ba mang lên tặng cho cô đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó sanh sản ra được lúc nhiều. Lúc trước là ba cho cô là một con dê này. Dạ. Bây giờ dê nó này đẻ là được mấy con? Hai con. Hai con dưới kia. Như ba con. Với ba con nữa là năm con. Năm con. Dạ. Con mẹ nữa là sáu con. Sáu con. Dạ, sáu con. Sáu mẹ, sáu con. À. Cho cô một con dê cả nhà. Nhưng mà bây giờ cô nuôi lên thành sáu con dê rồi. Đây cô rất là hay luôn. Mình cái này vô. Dạ. Bây giờ Sơn Ngọc dẫn cả nhà mình đi vào trong thăm nhà của cô. Căn nhà của cô cả nhà. Chắc không tới 2 mét vuông đâu. Chưa tới con sải tay mà. Chưa tới con sải tay nữa. Làm đại. Làm đại ha. Tầm có con sải tay cả nhà. Đủ cô nằm co ro lại thôi. Ồ, em làm ngang như vậy là mưa nó chảy xuống này làm sao? Làm ngang quá. Làm ngang quá. Làm mình phải làm chuối như vậy nè. À. Không không hả? Nè, cái kia nó chảy không? Chảy à. Làm vậy. Để làm đại hả? Chưa làm hả? Làm cái này có 2 miếng tôn nè. Cả nhà mình xem trong nhà của cô nè cả nhà mình. Đủ để chỗ cô nằm còn là đủ thôi. Vách nhà của cô thì làm bằng tre thôi cả nhà. Cái này là trời mưa chắc chắn là nước nó sẽ chảy vào. Từ cái này nó ngang quá nè. Hồi trước đây cũng có mít mấy rồi cô. Trời mưa cô ngủ trong này được không? Ngủ được chưa? Được hả cô? Được chưa? Dạ, nước có ướt người không? Không ướt. Không ướt. Không ướt. Không ướt. Không ướt. Dạ, còn bên căn nhà này? Căn nhà này hả? Dạ.
Căn nhà bên đây còn nhỏ hơn nữa cả nhà. À, lúc trước là cô ở trong căn nhà này. Hư rồi, xong rồi cô làm bên kia. Dạ. Rồi bây giờ là căn nhà này cô làm nhà bếp luôn. Dạ. Ui, sao chó rồi ở trong này luôn vậy cô? Cho chó ở trong đó luôn. À, cho nó đẻ mà. Dạ. Rồi cô ăn cái gì kia? Ăn khoai mì. Ăn khoai mì. Là tí nữa cô cũng ăn cái đó luôn. Ăn luôn chưa? Là bây giờ là cô với lại mấy chú chó cũng ăn như thế này thôi. Chó ăn, dạ. Khi ăn. Dạ. Cùng nhân ăn. Ăn chung luôn. Để mình thưởng thức của người đồng bào ở cả nhà. Đây là đu đủ. Dạ đu. Luộc. Bên đây có lá đu đủ nữa ba. Cái đây là lá đu đủ con. Dạ. Lá đu đủ này lá bướm. Là họ nấu là sẽ nó ít cái vị đắng con. Còn nếu mà lá đu đủ không á thì nó sẽ đắng. Đắng đắng chưa? Ừ. Nói chung là đói cái gì cũng ngon cả nhà. Đây này ngon thôi. Còn nếu mà mình một khi mình no thì mình ăn có tôm hùm nó cũng không ngon. Đúng không em ha? Ngon. Đói thì cái gì cũng ngon. Rồi. Đói thì cái gì mình ăn cũng ngon hết cả nhà. Còn no thì sơn hào hải vị gì no rồi cũng không ngon con. Mình đâu còn muốn ăn nữa đâu nên là đâu có ngon. Nói chung là con người của mình ăn uống nó đầy đủ thì thứ gì nó cũng dở. Khi mình đói thì thứ gì cũng ngon. Bo mình. Cái này là cái này. Hả? Cái này là em luộc không không có bỏ muối à? Không bỏ muối. Hết muối à? Hết muối rồi. À. Hết sả ra. Ha, abi sả ra. À hết sả ra. Bu ngọc abi. À hết luôn. Hết đường. À hàng gì? Ăn đây thì hàng gì anh thấy nó lạc. Đây ăn lạc chưa? Cô ngồi cái dáng ăn nhìn đẹp ghê cả nhà. Em mình dạ. Mình coi mà cả nhà thưởng thức cái canh đu đủ của người đồng bào cả nhà nha. Ngon cả nhà mà đều có một cái là không có sả ra, không có bột ngọt. Còn cái đây là khoai mì hả em? Khoai mì. À. Ngon lắm. Ăn liên tục thì ngon lắm. Đúng rồi mà. Anh cũng lên đây, anh cũng thường ăn với người đồng bào của mình mà. Ừ. Tại vì mình lên tới đây là quá giờ trưa rồi, đói á. Rồi chưa. Ừ. Em còn gạo. Rồi cái gì ăn? Em còn gạo mì tôm đồ ăn không? Hả? Em còn gạo mì tôm đồ ăn không? Ăn chưa. Ý là em còn không? Còn chưa. Còn để đâu? Còn ở đây. Còn ở đây gì đây? Không. Gạo á. Gạo. Gạo á. Còn chưa. Ý là ở nhà em hiện ở trên đây nè. Em ở trên rẫy này em có gạo mì tôm ăn không? Ăn. Ăn nhưng mà có không? Có chưa? Có đâu? Ở nhà này. À trong trong rẫy đây hả? Ừ. Được nhiều không? Ít. Ít. Ừ. Có mà. Có nhiều đâu. Ừ. Cô năm nay như là bằng tuổi mẹ ba. Đúng rồi. Sinh năm 75 rồi. Là 48 hả ba? 48. 75 năm nay 49. 49. Ừ. Mấy hôm là cô không biết tuổi. Ba. Dạ. Cô sống ở trên núi như thế này có một mình thôi cả nhà, không chồng không con, và cô làm bạn với những con vật, ví dụ như là hiện tại cô đang nuôi 5 chú chó nè, và 1 chú khỉ và 6 chú dê. Cô sống sâu trong rừng như thế này thôi cả nhà. Rừng chưa? Phía trên là đỉnh núi rồi cả nhà. Đỉnh núi cách nhà của cô không còn xa nữa. Thì sáng là chị Ngọc với lại ba với lại em Hải đi rất là sớm mà lên tới đây trưa luôn, 11 giờ trưa luôn. Mới đó cô đã ăn xong rồi cả nhà. Đu đủ nè, lá đu đủ nè. Món ăn hàng ngày của cô. Cô ở trong một cái căn nhà phải nói là rất là nhỏ. Ăn xong rồi hả cô? Ăn xong rồi. Dạ, no chưa? Ừ. No chưa? No chứ, no rồi. Cô mình. No chưa? No rồi. Cô no rồi? Ừ. Dạ.
Dạ cô ơi, cô ở trên núi như thế này á, nhà của cô có đèn không? Không có đèn. Không có đèn à? Không có đèn. Dạ, rồi như tối ơi cô sinh hoạt á thì... Nhờ... Dạ không. Nhờ sáng trăng. Nhờ sáng trăng không. Dạ, sáng trăng là khi nào... Khi đèn. Trăng nó sáng á thì mình sinh hoạt nó dễ hơn. Còn không là tối thua luôn. Thua luôn. Dạ. Cô ạ. Con xin phép chú Hùng ở Đồng Nai tặng cho con một cái bóng đèn. Đèn. Dạ, bóng đèn này là sử dụng bằng ánh nắng năng lượng mặt trời á. Năng mặt trời. Dạ. Thì tí nữa là con sẽ ráp cho cô nha. Dạ, để có gì tối cô dễ cô sinh hoạt. Dạ. Và con xin tất cả ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho cô những cái món quà. Dạ, sáng hôm nay con với ba con với lại em Hải mang bát lên đây để tặng cho cô. Cái này để ba thay mặt chú Hùng, ba bắt lên cho cô trước. Dạ, ba bắt cho cô trước ha. Rồi con gửi những cái món quà của những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho cô á. Cái này là để anh bắt cho em cho nó sáng nha. Dạ, cô ơi, con gửi cho cô một ký cá khô. Dạ, cô có thích ăn cá khô không? Thích chưa? Dạ. Hôm bữa là Sơn Ngọc có chia sẻ với những ông bà, cô chú, anh chị trên cộng đồng mạng. Sơn Ngọc nói rằng là cá khô này là Sơn Ngọc kêu bà con là để ở trong mát cả nhà. Để ở trong mát để mà bảo quản, nó không khỏi phải là bị hư cả nhà. Thì tại vì mình bỏ trong một cái túi bóng á, mình để ở chỗ nắng cả nhà thì nó sẽ có bóng nước, nó sẽ hư cá đi. Còn cá này đã khô rồi cả nhà, thì mình bỏ vào trong cái chỗ nào đó mát á, mình bảo quản thì nó không có phải bị hư cả nhà. Con mới vừa gửi cho cô 2 ký cá khô. Dạ, con gửi thêm cho cô 1 ký nữa. Cô có vui không? Cô có vui không? Không vui. Không vui. Chắc cô không có hiểu cái nhà. Cô chúc phát ở sân ao. Ủa ở bạn nhỏ kỳ lực quá. Cô đi cây dầu xin lộn. Vui đấy. Vui chưa? Hụt hẳn luôn cả nhà. Hỏi cô có vui không? Cô nói cái cầu ngọc ăn mà vậy. Chắc cô không có hiểu cả nhà. Cô thôi sân ao cả. Cô có vui không? Con tặng quà cho cô có vui không? Vui chưa? À dạ, đấy. Con tặng thêm cho cô 1 ký nữa. Để cô để dành cô ăn nha. Dành ăn chưa? Dạ, là 4 ký rồi. Dạ, con gửi cho cô 1 ký nữa là 5 ký. Dạ. Cô ơi, sáng hôm nay con có mua thịt tươi á. Thịt tươi. Với lại một trái bầu. Con gửi cho cô nha. Dạ, thịt tươi. 1 ký thịt tươi với lại một trái bầu. Dạ, để cô... Bầu. Lâu ngày cô ở trên rừng trên núi nè. Cô không có thịt tươi cô ăn á. Ăn. Dạ, cho nên là con mua thịt tươi lên gửi tặng cho cô. Cô ơi, cô biết lạc xưởng là gì không? Lạc xưởng. Dạ. Lạc xưởng là như thế này nè cô ạ. Hôm nay con mang lên tặng cho cô 1 ký lạc xưởng của một người chị giấu tên. Dạ, lạc xưởng nó nằm ở trong một cái hộp như thế này. Và con xin phép con gỡ ra là nó như thế này nè cô. Đấy. Bên. Mình gọi cái đó là lạc xưởng đó cô ạ. Là lô. Dạ. Tí nữa thì con sẽ nấu thử một lần để cho cô thấy và cô vài bữa cô làm theo cô sử dụng nha. Dạ. Con gửi cho cô 2 hộp. 2 hộp lạc xưởng thì... 1 cân, 1 hộp như vậy thì nửa ký cả nhà, 500 gram. Cô ơi, con gửi cho cô 1 chai mắm. Dạ. Con gửi cho cô 1 bọc đường 1 ký. Đường 1 ký. Dạ. Mâm chay. Con gửi cho cô 1 bọc bột ngọt. Và 2 bịch salad. 2 bịch muối. Dạ. Một việc còn. Dạ. Bạn của cô ha. Một bạn của cô chưa. Dạ. Trời ơi, cô không có luôn kìa cả nhà. Thấy thương không? Bạn cô chưa. Bạn cô. Bạn cô chưa. Dạ.
Cô bán nữa không? Không bán, nuôi mà. Để nuôi, không bán. Nuôi rồi cũng nhanh. Không. Hoa càng cục cũng nhanh. Dạ. Một mình cô mà cô nuôi 5 chú chó luôn cả nhà. 5 chú chó. Cô rất là thương chó luôn, rất là thương động vật. À đây con gửi cho cô một chai dầu chiên. Tròn hung quá. Dạ. Hung quá tròn. Hung quá. Hung quá. Dạ. Hung nó hung quá. Dạ. Bằng bề mà. Bạn bè mà. Bạn bè tha thiết. Bạn của cô. Bạn của cô chứ. Cô sống trên rừng này là cứ rô phá rừng ở vậy nhờ. Coi những chú chó này là bạn của cô. Ừ. Dạ. Trò chuyện với nó. Hùng nó luôn cả nhà. Hùng chứ. Ôi rồi mẹ là sợ lắm. Con gửi cho cô một chai nước tương xì dầu. Ừ. Dạ. Con gửi cho cô một thùng mì tôm. À, hôm nay con mang tập hó mang tên Sơn Ngọc để lên tặng cho cô. Ừ. Cô ơi, cô biết cái này là cái gì không? Bánh tráng. À, bánh tráng. Bánh dạ, cô biết rồi, thì con chị không hướng dẫn cho cô nữa. Bánh tráng. Dạ, bánh tráng. Có gì cô cuốn rau, cuốn thịt ăn nha. Dạ. Cô biết cái này là cái gì không? Không biết. Không biết hả? Chào á cô ạ. À. Chào. Dạ. Chào. Chào. Dạ. Chào ăn. Là cô biết chào đúng không? Đúng rồi. Cô biết chế biến nó không? Biết rồi. Dạ, cô biết chế biến để mà cô sử dụng đúng không? Ừ, dạ. Và đây là tương ớt. Tương ớt. Dạ. Cô biết cái này là cái gì không? Sữa. À, sữa đúng rồi. Mình pha nước ấm, nước nóng để mình uống. Pha nước nước ấm. Dạ. Con gửi cho cô thêm một lon nữa là 2 lon. Con gửi thêm cho cô một lon nữa là 3 lon. 3 lon. Dạ. Con tặng cho cô nguyên một ca xúc xích luôn. Ca. Ở trong cái ca này nè cả nhà. À, nguyên một ca luôn á, là trong này á là người ta bán xúc xích người ta tặng luôn cái ca. Sơn Ngọc thấy vậy Sơn Ngọc mua xúc xích mà có cả cái ca nữa để cho cô sử dụng luôn. Rất là hay. Rất là tiện. Ở trong này là xúc xích đó cô ạ. À. Con xin phép con gỡ ra nè. Để mà cho cô ăn thử một cây xúc xích. Và cảm nhận của cô khi mà ăn xúc xích thì như thế nào nha. Dạ đây. Mình mở nắp ra. Lấy một cây xúc xích. Xúc xích cô có một cái vàng vàng này cô ạ. À. Cô xé nó ra. Dạ. Ra ngoài... mình bẻ xuống vậy nè cô, rồi mình nặng lên vậy nè. Đấy. À, cô ăn. Ăn. Cô ăn đi. Ăn đi. Cô ăn đi. Ăn đi. Ăn ăn dùng vui mà. Bỏ nó. Bỏ nó xuống vô hình rồi. Nè, bỏ mà. Cô ăn đi, cô ăn đi. Tặng cho cô á. Cô như bỏ xí bỏ cô. Cô ăn rồi. Bỏ như vui. Bỏ như vui. Cô ăn đi, nhanh lên. Dạ. Ngon chưa? Ngon. Ừ. Hát trà cô hả con? Bọc bò xì, bò xì. Cô ăn đi, cô ăn đi. Ngon hả cô? Ngon. Ngon như sao? Dạ, khi mà cô ăn là cô xé ra nha. Xé này ra. Cô bẻ xuống cái rồi cô nặng lên. Dạ, nguyên một ca luôn mà. Dạ. Cái này cũng bánh tráng ăn cô ạ. À. Cái này là bỏ nha cô, đừng có ăn nha. Dạ, cái này là hút ẩm. Cho bạn ăn nữa. Cho bạn. Bạn ăn liền bạn. Bỏ bạn đi rồi bạn. Bạn đi rồi. Cô ơi, con tặng cho cô xà phòng. Xà phòng. Gội đầu. Gội đầu. Dạ. Cô gội. Cô xà phòng xong rồi á, cô trẻ ra mười mấy tuổi luôn. Dạ. Để kiếm... Lúc bao xong là bắt trong lại. Dạ đúng rồi. Cả nhà mình nghe cô nói gì không cả nhà? Cô nói là để gọi cái xà phòng này xong rồi á. Bắt cho đẹp gái xong rồi đi bắt chồng lại. Bắt chồng cho bóc má. Tại vì chồng của cô đã mất rồi cả nhà.
Cô rất là vui luôn. Con con gửi cho cô thêm một dây nữa. Một rồi là một là một cô gọi xong một dây này nè, là trẻ là 10 tuổi, cô gọi hết một dây này nữa là trẻ là 20 tuổi luôn. 20 tuổi. Dạ. 30 tuổi. 30 tuổi. Mà nó liều thôi chứ bó tay luôn. Bó tay mềm thể có bó tay luôn. Cô biết cái này là cái gì không? Sa phong. Sa phong lê chán. Đúng rồi. Dạ. Còn cái này là dơm đông bắt đông thế nhưng ờ tóc rồi. Cái này sa phong giặt đồ. Dạ đúng rồi. Cô quá hay luôn. Bánh. Bánh. Dạ. Con gửi cho cô một hộp. Ừ. Dạ. Đây một hộp nữa. Ừ. Là hai hộp bánh. Hai hộp bánh. Đây một bọc bánh nữa là... Thì... Bốn phần bánh rồi. À ba phần bánh rồi. Con gửi cho cô thêm bọc nữa là bốn phần bánh. Mà tay cơ bọc bánh. Dạ. Và những con bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho cô một bao gạo 10kg. Ừ. Dạ. Gạo 10kg. Dạ 10kg. Đấy rồi em Hải chị để bên đó cho cô nha. Cả. Và em để đây một bao luôn đi. Rất là nhiều quà luôn cả nhà. Là hai bao gạo và những cái phần quà này á là những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm cho cô á. Ừ. Dạ là cho cô luôn chứ không phải là cô mắc nợ ai đâu nha. Ừ. Dạ cho nên đó là cô đừng có sợ là không sợ mắc nợ. Ừ, mắc nợ. Dạ cô thấy có vui không? Vui vui vui. Dạ. Cô ơi, con hỏi cô thật cái này nha. Ừ. Là đã bao lâu rồi là cô chưa được ăn thịt? Ăn thịt chưa? Là đã bao lâu rồi cô chưa được ăn thịt? Không thịt. Hai ơi, em hỏi thử cô mới hiểu. Hai chút làm rồi, cầm mô, bọc nhảy bọc nhảy ra lộ chỗ. Có bọc ra lộ? Ừ, là hai bì bọc, mô bọc ra lộ hả? Ừ. Hai bì bọc. Mô sắp lại, đẹp lại. Mô năm lại. 6 tháng rồi. 6 tháng. 6 tháng là một cô năm. Chưa được ăn thịt. Ừ, ăn thịt. Dạ. Hôm nay mới nãy con có mua thịt tươi cho cô á, tí nữa cô nướng ăn nha. Ừ. Dạ mới nãy con mua thịt cóc lết gì đó. Ừ. Dạ, nó có mảng á cô à. Ừ. Mình nướng ăn. Ừ. Dạ con sẽ ngọc chia sẻ đến những ông bà cô chú anh chị nhỏ tâm, con xin phép con nêu tên tất cả ông bà cô chú anh chị đã thương những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên núi, gửi cho con Sơn Ngọc những số tiền và con xin phép con nêu tên và con cũng xin phép là con trích ra những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm là 200.000. Dạ con xin phép cô Cẩm con trích ra 200.000. Dạ con xin phép chú Hưng Cao con trích ra 200.000 và một ký cá khô. Dạ con xin phép chú Khâm con gửi cho cô một ký cá khô. Dạ con xin phép cô Kinh Đi ở Mỹ con gửi một ký cá khô cộng 200.000. Dạ con xin phép cô giấu tên ở Malaysia gửi một ký cá khô. Dạ con xin phép chú Hùng ở Đồng Nai gửi 200.000. Dạ con xin phép cô Sáu gửi 200.000. Dạ con xin phép cô Dầu gửi 200.000. Dạ con xin phép cô Tư ở Lâm Đồng gửi 200.000. Dạ con xin phép cô Phương ở nước ngoài gửi 200.000. Dạ con xin phép cô giấu tên ở nước ngoài gửi 200.000. Dạ con xin phép cô Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Lệ và bà Như Thanh gửi một ký cá khô. Dạ con xin phép chú Hùng ở Đồng Nai gửi một cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Dạ em xin phép chị giấu tên gửi cho cô một ký lạc xưởng. Dạ em xin phép chị ATM gửi 200 cho cô. Dạ em xin phép chị giấu tên ở Vĩnh Lộc Bơi gửi 200 cho cô. Dạ em xin phép anh giấu tên có chữ cái là chữ K, em xin phép em gửi 200 cho cô. Dạ em xin phép anh giấu tên có chữ cái là chữ giờ, em xin phép em gửi 200 cho cô.
Dạ em xin phép anh Tam Thiện Bình Chánh gửi cho cô là 10 kg gạo. 10 kg gạo. Dạ. Dạ con Sơn Ngọc, tổng số tiền của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm là 2.700.000. Dạ con Sơn Ngọc mua những cái món quà nhu yếu phẩm hết. Dạ con Sơn Ngọc xin lỗi cả nhà mình, là con tổng số tiền của những ông bà cô chú anh chị nhỏ tâm là 2.600.000. Con mua những cái món quà nhu yếu phẩm hết là 980.000. Dạ con lấy 2.600.000 trừ 980.000 thì còn lại số tiền là 1.620.000. Cô biết đây bao nhiêu tiền không cô? Sao tâm. Sai rồi. Sai rồi. Dạ 500. 500. Dạ 500 nha cô. Dạ bữa cô có giờ với làng cô mua đồ á. Thì cô có mua đồ cô kêu người ta thối lại nha. Dạ số tiền lớn. Thuy vua bình. Nha cô. Dạ. Con gửi cho cô thêm một tờ nữa là bao nhiêu tiền? 1 triệu. À 1 triệu. Một tờ 500 thì cô nói là 600. Còn 2 tờ 500 cô nói 1 triệu. Không, cô Huỳnh Huỳnh. Dạ. Con gửi cho cô thêm một tờ nữa là bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. 1.2 triệu. 1.5 triệu. 1.5 triệu. Dạ, 1.500.000. Con gửi cho cô 100.000 nữa cô ha. Đây, 100.000. Là bao nhiêu cô? Tổng cộng là bao nhiêu tiền rồi? Hát đôi em nói được nữa. Là 1.600.000 cô ạ. 1.600.000. Dạ. Kìa sơ nga nha bè ha 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 bê dê. Cô là chú về. À, con gửi cho cô thêm 20.000 nữa là 1.620.000. Dạ. Dạ cô, số quà này với số tiền. Đó là món quà của những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm. Dạ. Thương cô. Tặng cho cô. Dạ. Cất tiền cho kỹ nha cô. Dạ. À, cái mục đích mình sử dụng số tiền này á, là mình sử dụng như thế nào cô ạ? Sử dụng như xưa là lấy đũa bóc chứ. Sơn Ngọc nhờ em Hải lấy dao ăn. Hỏi thử cả nhà, tại vì cô không có biết tiếng kinh, tiếng phổ thông nhiều. Em nói với cô là cái số tiền của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm á, gửi cho cô với số tiền là 1.620.000 thì vài bữa nữa cô sử dụng cái số tiền đó là vào một cái mục đích gì á? Nhờ Jin thì hai cái mụn ạ. Mụn cái gạo là đuốc bọc gì cô? Đuốc bọc ao cho pha chua. Mua đồ ăn rồi quần áo mặc. À mua đồ ăn quần áo mặc. Ngọ bữa ngọ xa ngọ chứ. Dạ. Phụ chứ con đó tầm tuần hơi bị rồi nhờ. Bị tuần lại. À, con mua tôn để mà sửa nhà lại. Sửa nhà lại. Dạ, là nhà đó trời mưa cô có ngủ được không? Được chứ. Dạ. Bị bung dược, đổ chỉ dược. Là tôn nó bị dột một chút thôi cô ha. Dạ. Cho dù nó có dột mình cũng ngủ được luôn. Đấy. Ngủ đại. Có ướt người cô không? Không ướt. Không ướt. Ướt làm lại. Ướt thì làm lại. Dạ. Ông cái gì mà làm ông làm lại không? Dạ. Con xin làm của cô. Anh là công an ngập bữa có ở cô nó lại ở cô. Dạ. Ngã là bằng dinh sốt luôn cô. Dinh cái bà ra mà ngã. Ho dinh ở bà chú của cô mạng của bà. Yên là nhau bà. Rồi lộ bọc bà. Anh lạc dụ bà. Đồ thơ nghe cô. Nhà cô mà ngã cái gì cô đây. Cô nói là nhờ con cháu làm nhà thì phải có tiền mới nhờ được. À. Dạ. Nhờ con cháu làm nhà thì phải có tiền mới nhờ được. Còn không có thì không có ai phụ cô. Không có. Dạ. Cô cất tiền vô đi cô. Cất tiền vô đi, cất tiền vô túi đi. Để nó mất. Mất, sao mà mất? Cái đèn này á, là ba con cũng đã ráp xong cho cô rồi. Dạ. Ba con nè. Ba con. Dạ. Đèn này á, là chú Hùng ở Đồng Nai tặng cho cô. Tối em bật lên. Chỉ cho cô bật lên. Cái này là cái đầu mốt thần kỳ. Kỳ. Dạ. Tối á, cô bấm nút này nè. Là nó sáng lên. Cô phải chỉ cho nó nha.
Rồi cô tắt á, cô bấm nút này. Tắt ra đi. Dạ. Sang ra đi. Dạ. Bây giờ là con cài giờ cho cô luôn. Ừ. Dạ bây giờ là con mở lên. Ừ. Con cài giờ cho cô là 5 giờ đi. Ừ. Dạ, rồi 8 giờ nó tắt nha. Ừ. Dạ, 8 giờ giờ đó là cô ngủ rồi. Ừ. Dạ hay là 3 giờ? Thôi 3 giờ đi ha. 5 giờ ngủ. Dạ. Rồi bây giờ con mở lại nè. Mở là nút này. Mở nút. Tắt là nút này. Ừ. Dạ. Tắt nè. Được rồi, được rồi. Mở nè. Ừ. Tắt nè. Dạ, bây giờ cô bấm thử đi. Đấy, ừ. Mở rồi tắt. Rồi cô đã biết rồi cả nhà. Tôi biết công thầu. Dạ. Ừ. Em cắt đi, cắt đại cắt, cắt cái này. Ừ. Mất để mưa ướt nha. Dạ. Ừ. Bây giờ là những cái món quà của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm bây giờ sẽ cắt lại cho cô cả nhà. Không biết nhà của cô nhỏ quá, không biết là có bỏ đủ vừa cái tập hóa của Sơn Ngọc không nữa. Thì mình cũng nói cho cả nhà biết từ vì cá này là nó rất là khô cả nhà nha. Mà giờ ở nhà cũng phải khô cho nó khô lại nữa rồi mới vào cho cái bị này. Nên thành là ở vùng núi á, để 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng ăn vẫn được nha cả nhà nha. Chứ nó không có sợ là cái đồ ẩm, đồ hư nha. Hư sao giờ, thì giờ bù. Đây nè em à, nói nè, cái này là em để như vậy, để trong nhà mình đó nha. Cô đừng có để ở chỗ nắng. Nắng thì không sao nha em nha. Ừ. Để cái lạt xưởng này để riêng ra một hộp để hướng dẫn cho cô, để cô nấu. Con chỉ cái lạt xưởng cho cô nấu cho những lúc cô không biết cái đó. Dạ. Là cô... Xà bông rồi cô biết mà đúng không? Dạ. Con bỏ chung luôn, có gì cô lấy. Cô không làm được không? Dạ. Bây giờ trước mắt là mình làm thử một lần cho cô ăn đi. Một cây như thế này nè cả nhà. Đấy, bỏ vô đây luộc luôn. Để cắt ra một nửa. Để cắt ra một nửa để cho cô dễ biết hơn. Cái này cô cắt nhỏ nhỏ ra nha cô. Ừ. Dạ. Cắt nhỏ nhỏ. Cắt nhỏ nhỏ ra. Sao mà cương quá. Nó mềm à? Nó mềm à? Biết mềm biết khôn. Dạ. Cô vui tính quá trời luôn cả nhà. Đấy, sôi lên rồi. Giờ mình bỏ vô. Là một cây thôi cô nha. Một cây. Dạ, rồi mình bỏ trong hộp. Mình bảo quản lại. Này hướng dẫn cho cô một cây thôi để cô biết. Tại vì tặng cho cô một ký lần cái đó là nó nhiều. Khô là nó cứng. Ừ, em nấu cơ, là nó sẽ mềm. Ừ, thì em không có răng á thì em ăn nó sẽ mềm hơn. Ừ. Em nấu lâu hơn á. Ừ, nha. Được rồi. Coi thử mình cười coi thử còn cái răng nào không. Không có răng đâu. Không còn răng. À, không còn răng thì em nấu cho nó hết răng rồi mà. Em nấu cho nó mềm nha. Ừ, mềm chưa? Mềm mới ăn được. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Cô nấu càng mềm càng dễ ăn. Cơm đâu ăn được đâu. Cô có đũa không? Hả? Đũa đâu rồi cô? Đũa. Đũa không có hả? Không có. Đũa. Dạ. Có đủ là không? À, nước sôi rồi cái mình bỏ vào tí nữa nó mềm ra cả nhà. Cô 49 gần 50 nhưng mà con đủ cái của cô nó đi hết rồi. Ăn mấy thứ này cũng hơi khó đối với cô cả nhà. Nó cứng. Rồi bây giờ là con đợi cho nó chín một tí rồi xong rồi con cho cô ăn thưởng thức mình em cảm nhận nha. Ừ. Chắc là này là lần đầu tiên cô ăn. Này. Lần đầu tiên cô ăn cái này. Ừ, ăn đây, dạ. Ăn thử. Dạ. Ăn thiệt chứ? Thiệt chứ. Ô, grab cô thích là cô nhớ ơi. Ăn là khi của cô nhớ. Đây này cô nó đã chín rồi á. Cô ăn thử đi. Biết chín biết không. Cô lúc khắc. Cô bóc tay vậy luôn hả? Ngon. Cô thấy làm sao? Ngon chưa? Ngon hả? Ừ. Dạ, tí nữa mình ăn cơm luôn nha. Ừ. Ôi, bóc tay nhỉ luôn à. Ui. Vài bữa nữa là cô luộc như vậy đấy, ăn nha cô. Luộc chưa? Mình luộc lâu lâu một tí để mà cho nó mềm. Ừ. Luộc, dạ. Luộc cái đan mà. Nó mềm mình ăn nó dễ hơn. Ừ. Dạ. Rồi con cũng xin phép cô là con đi nha. Đi. Dạ. Wow. Một lần nữa thì Sơn Ngọc xin phép thay lời của cô cảm ơn những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm đã yêu thương những cái hoàn cảnh khó khăn và hôm nay Sơn Ngọc mới có thể và có duyên để mà đến đây giúp đỡ cho cô có nhà. Và một lần nữa con cảm ơn những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm, con chúc những ông bà
cô chú anh chị nhà Hảo Tâm luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Ba không nói gì mà. Thì mình cũng thay mặt con trai mình cũng cảm ơn quý mạnh thần quân đã giúp đỡ cho cháu có cái quỹ để mà đi giúp đỡ cho những người đồng bào khó khăn ở vùng núi. Thì mình cũng đã mang những phần quà đến cho em nó rồi. Thì xin chào cả nhà em. Bye bye cả nhà. Mình cũng chúc cả nhà một ngày dồi dào sức khỏe. Xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye.